Hello cả nhà, em Thiện xin kính chào cả nhà. Hôm nay có thời gian thì em Thiện sẽ làm một cái video hướng dẫn cả nhà làm cái gọi nha đam nhé. Cái công dụng của gọi nha đam ấy là nó rất là hiệu quả về cái giải độc cho cây. Khi mà các bác mua về là một, hồi phục cây rất là hai, rất tốt là hai, và ba nữa là nó giúp cho cái cây có bộ rễ rất là khỏe, gọi như là cái chức năng kích rễ cho cây đấy. Thì hôm nay em xin làm cái gọi nha đam này để cho cả nhà cùng tham khảo và làm cùng nhé. Tiếp tục là em sẽ hướng dẫn cả nhà nhé về cái nha đam cả nhà rửa sạch đi nhé. Có thể là rửa sạch đi, có thể là để gai cũng được, và có thể là để gai. Thế nhưng mà em tí này em sẽ bỏ gai đi. Và hai nữa là trứng, ba nữa là chuối, bốn nữa là mật dĩ đường nhé. Và năm thì có hai cái loại men. Đây là men em gieo cả nhà nhé. Cái em gieo này là nó rất là cái tế bào lợi khuẩn để nó làm cho đỡ hôi nhé. Và cái em mít, cái bộ đôi này em mua ở trên Shopee cả nhà nhé. Cả nhà có nhu cầu thì cứ lên Shopee search là cái chế phẩm, bộ combo chế phẩm xử lý nước thải hoặc là xử lý thải hữu cơ là ok cả nhà nhé. Và đây, tiếp theo cả nhà nhé, theo em thì các cái độc tố ở trong cái nha đam này nó nằm ở như các cái gai này, thì các bác tốt nhất các bác cứ bỏ gai đi. Theo em là các bác cứ bỏ gai đi. Cái nha đam này rất là tốt nhé các bác nhà nhé. Ngoài ra thì có thể là làm gọi cho sức khỏe này, tóc tai rồi da cho người rất là tốt cả nhà nhé. Cái thường thì cái độc là nó nằm ở như cái gai này, nên mà theo em thì mình lấy đi cho nó đảm bảo. Thực ra nó chả đáng bao nhiêu cả, nhưng mà mình cứ làm đâu cho nó tròn chỉnh như cả nhà nhé. Cái này để mà bổ sung thêm cái trứng cả nhà. Cái trứng này nó rất là nhiều vitamin, cung cấp dinh dưỡng cho lan. Thì cả nhà cứ đấy chơi lan đấy, cả nhà nên kiếm cho em lấy một vài cây. Cái nha đam này rất tốt. Khi mà các bác mà mua cây ở các cái shop á, về là nó bị chênh lệch khí hậu vùng miền ấy, là nó sẽ sốc nhiệt. Thì cái cây nha đam này thì nó rất là tốt cả nhà. Nó tốt lắm. Cả nhà cứ dùng đi. Nhà em đây đang trồng một vườn ở trên phía nhà trên, nhà em chưa ở đến, là cái cây nha đam này để mà giải độc rồi chăm sóc lan rất là hiệu quả cả nhà. Chắc là các bác lên YouTube search thì chắc là cũng biết thôi. Nhưng mà làm như hôm nay em sẽ làm gọi từ A đến Z cho những cái người mà chưa bao giờ làm đấy, cho nó dễ. Vì ban ngày ở dưới em là một cái vùng quê, là và cái vườn của em đây là nó gần với đường đấy, nhưng mà nó sẽ ồn. Các bác xem thông cảm nhé, nó sẽ ồn và có nhiều tạp cái tạp cái tiếng ấy, nó dội vào, nhưng mà không sao. Cứ chờ đợi bây giờ em sẽ làm đâu vào đấy cho cả nhà, sẽ làm đâu vào đấy cho nó ngon lành cành đào. Và em sẽ cắt cái này, em sẽ cắt cái để em xịt vào đây cho cả nhà xem cho dễ nhé. Đây là thái từng mỏng, cắt mỏng càng tốt cả nhà nhé. Nếu mà các bác mà có cái máy xay sinh tố ấy, các bác có cái máy xay thì càng tốt các bác nhé. Các bác có máy xay thì quá là tuyệt vời, bởi vì là nó nhanh ra các cái chất ở trong cái nha đam này. Thì em đây thực ra là cũng rất là bận rộn, nhưng mà cũng chưa bao giờ làm được. Thời gian em từ Biển Sơn em về đây nhé, các bác mà theo dõi kênh nhà em ấy thì cũng toàn một năm rồi, nhưng mà tiếp tục từ hôm nay thì có những cái chia sẻ về cách chăm sóc và cách làm gọi em. Xong cái gọi nhà đam này thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm phân cá nhé. Làm phân cá và làm phân đậu nành cả nhà, rất là tốt cho lan. Các bác nhà em bây giờ nhà em kết hợp giữa đông tây y, tức là kết hợp giữa phân hữu cơ và vô cơ, chăm rất là hiệu quả. Chắc các bác là cũng biết được cái dàn trên nhà em là em đã đang làm những cái tác phẩm mà tác phẩm móc câu. Các bác nào mà chưa xem ấy, cái nhà vào
kênh Hoa Lan Thiện Phượng nhé các nhà xem. Thực ra là cũng học hỏi kinh nghiệm từ bản thân nghiên cứu rồi chăm sóc phân đấy các nhà. Em làm thế này thì nó sẽ cái video thì nó sẽ dài, các bác thông cảm nhé, hoặc là sau em để cắt ghép ngắn thì, nhưng mà thôi em muốn làm từ ăn ghép đi cho các bác đấy, các bác thông cảm. Mà có những cái công nông nó chạy qua là nó ồn, gây ồn cả nhà. Em cũng muốn làm như thế này để các bác dễ làm nhé. Em làm cái này và đến hôm nào tí mà em sẽ làm cái lịch để khoảng mấy ngày để em em nói thêm. Em nói thêm là nếu mà mình không có mật lý đường ấy thì các bác ra mua cốc nước mía cũng được, hoặc là các bác dùng đèn đỏ với cái đường đỏ cũng được, cũng không sao cả nhà nhá. Và đây là đã xong cái phần nha đam cả nhà. Xong nha đam này. Và tiếp tục là cái chuối ấy, cái vỏ chuối này là tăng kali cả nhà nhá. Cái vỏ chuối này là nó rất là tốt. Nó tăng kali cho cái gỏi e của mình, trong cái gỏi e này nó có kali. Và nó cũng là phụ cho cái gỏi e này nó nhanh tan ra. Và nó sẽ có cái mùi thơm của chuối. Nếu mà các bác có thêm cái quả thơm ấy, trong miền Nam là quả thơm, phía Bắc là quả dứa. Đấy cả nhà. Và đây là xong cái phần nguyên liệu đây cả nhà này, xong nguyên liệu này. Đấy. Và bây giờ em sẽ tiếp tục em làm cho cả nhà xem nhé. Và đây cả nhà này. Cái nước này là cái mưa nhà em là hứng được nước mưa. Em chuẩn bị khoảng 5 lít nước mưa rồi. Nếu mà các bác mà không có nước mưa thì nếu mà nước máy ấy, nước máy các bác xả ra một cái xô này để qua đêm thì cho nó nứt cái floor đi, thì cả nhà làm cho nó tốt nhé. Nước ao cũng được, nước mưa cũng được, nhưng mà nếu mà nước máy thì các bác xả đêm nay thì mai các bác hãy làm nhé. Và cái nguyên liệu cũng như em nói đấy. Và đây là trứng này, đầu tiên là trứng cả nhà nhé. Trứng này thực ra là nó rất là tốt cho lan đấy. Trứng này đấy, để nguyên cả vỏ đây. Và chuối và nha đam lên đã thái vừa xong này đấy, đúng không? Đấy. Tiếp theo là em sẽ bỏ cái em gieo này, cái em gieo này các bác nhá, có bộ đôi này, bộ đôi em gieo và emit. Các bác cứ vào cái này nó khử mùi rất là tốt, tức là cái lượng cái này không quan trọng nhá. Nếu mà mình mà bỏ nhiều thì nó sẽ phân hủy nhanh đấy. Và tiếp tục là cái emic, mình mà bỏ nhiều thì nó sẽ phân hủy nhanh. Và cái tiếp theo là của nhà là gì, là cái mật dĩ đường đấy cả nhà này. Cái cốc mật dĩ đường này là nó thay cho nước mía đấy. Nếu mà các bác không có nước mía ấy, các bác mà không có nước mía thì các bác dùng cái mật dĩ đường này. Mà không có mật dĩ đường này các bác có thể làm không có nước mía thì các bác lấy cái đường đỏ ấy là cũng ok nhá. Hoặc là các bác lấy một cốc bia, một lon bia đấy. Các em và trong đấy là ta em tận dụng cái này để đến em tráng cho nó sạch. Ta trộn đều các bác nhé, ta trộn đều lên để em bỏ đây vào em ngoái cho nó đều lên đấy. Cái trứng này xong là nó sẽ tan đây. Mùi rất là thơm ở nhà đó, còn là mùi thơm của cái mật dĩ đường này. Các bác để trong vòng 3 ngày nữa thì em sẽ quay lại cái clip cho cả nhà xem. Và đây, hôm nay là ngày thứ tư. Đấy, thứ tư cái máy đó. Thứ tư ngày 25 tháng 9 cả nhà nhá. Và những cái ngày tiếp theo em sẽ mở cho cả nhà xem nhé, kết quả. Vâng, bye bye cả nhà.